đây là chiếc xe Lux SA. Đây anh em thấy cúp điện này, 1, 2, 3 xuống luôn, rất là thông minh luôn. Lên này, lên luôn. Đó, anh em Lux SA phiên bản tiêu chuẩn thì có thể lắp lên trên chiếc xe của mình. Ngoài ra có thêm cả nút ấn ở đây để chúng ta lên xuống này. Đây là nút zin rồi, và một có thêm một cái nút phía đằng trước nữa. Mở lên đúng.